chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Các bạn ơi, hiện tại mình đang ở công viên Churumi Dio Cử Chi nè các bạn. Thì mình còn gọi là công viên cối xay gió các bạn. Hôm nay là chủ nhật nè, cho nên mình sẽ đi ra công viên này mình chơi, mình tham quan. Thì ở đây mình thấy bây giờ có rất nhiều người đang đi đến công viên này luôn nha các bạn. Bây giờ mà các bạn đi theo mình đi vô tham quan công viên luôn nha các bạn. Đây là trước đường vô nè các bạn. Mình thấy người ta bán đồ ăn vặt quá trời, đồ nướng, đồ chiên, đồ mình thấy hấp dẫn. Nguyên chó quá trời. Okay. Đây người ta dẫn chó đi chơi nhiều lắm các bạn, còn là chó kiển, chó đẹp không? Chỗ bán đá bào rồi đông, tại bây giờ trời nóng. Đá bào, đồ chiên, đồ nướng đồ. Nhìn không khí đông vui không các bạn? Giờ mình sẽ đi nhà dài vô trong và đi vô tới cái cối xay gió luôn nha các bạn. Đi tham quan một vòng công viên rồi. Chắc cũng 2 năm rồi mình mới quay trở lại công viên này các bạn. Sau lưng mình có cái vòi phun nước nè các bạn. Rồi mấy em nhỏ nó tắm nó phái quá trời luôn nè. Mấy em nhỏ nó vô nó dọc nước nó chơi, nó phái quá trời. Đó có cái nhà hơi các bạn. Hơi hình chú hề. Đó mình coi rồi cái nhà hơi này giống Việt Nam luôn nha các bạn. Đây mình thấy cái này nó làm như cái lồng vậy đó các bạn, thì vô trong đó chơi chứ không có giống như Việt Nam các bạn. Đây có cái hàng cây đẹp quá trời. Đây có mấy cái trò chơi game cho mấy em nhỏ, với con bóng rồi bạch rồi những thứ. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục di chuyển đi vào trong nữa nha các bạn. Đông vui quá các bạn ơi. Sau lưng có nguyên cái bãi cỏ xanh đẹp không các bạn? Sướng. Đứng dưới bóng cây mà gió mát gợi gợi luôn các bạn. Đó, mấy em nhỏ đem banh ra đá đã. Dưới hồ có mấy con vịt trời kìa các bạn. Nó lội dưới kìa. Thấy người ta cho ăn cái đầu nó bu lại hay gì. Có cái cối xay gió đó các bạn. Lát mình sẽ đi lên cái đồi đó có cái cối xay gió đó các bạn. Rồi sẽ lại gần cái cối xay gió rồi để coi nha các bạn. Giờ mấy cây quanh đào thì nó rụng lá hết rồi các bạn. Nó rụng hoa hết rồi.
rụng hoa rồi nó ra lá xanh xanh hết rồi các bạn. Giờ này là nó bắt đầu nó rụng, cánh hoa nó rụng trắng ở dưới đất đường hết trơn rồi. Tới đây bây giờ mình sẽ đi bộ vô trong cối xay gió và vườn hoa hồng nha các bạn. Ở đây thì không có cho chạy xe vô nữa rồi, phải đi bộ mới đi vô được nha các bạn. Bây giờ sẽ đi vô đó để tham quan nha các bạn. Ở trong đây có nhiều cây xanh mát mẻ các bạn, không khí trong lành dễ chịu. Đây có mấy người chơi chơi nhảy dây kìa. Gò dính. Trình yếu các bạn. Nhảy chưa được mấy cái nữa là bị dính. Cũng đã lên tới khu vực cối xay gió rồi các bạn ơi. Cối xay gió ở sau lưng mình nè. Ở dưới mình thấy có trồng nguyên một cái thảm hoa màu rất là đẹp luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ đi lại gần đó hơn nha các bạn. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Hoa tulip đỏ rồi, hoa tulip vàng nữa rồi. Dưới thì trồng hoa gì màu xanh xanh mình không biết nữa. Trời rất là nắng nhưng mà mấy bạn trẻ chụp hình khí thế luôn các bạn. Trời này chụp hình là đẹp. Trời nắng đẹp. Nhìn từ dưới lên thì thấy đẹp không các bạn? Rất là đẹp luôn. Hoa tulip. Bây giờ mình sẽ đi lên cái cối xay gió nha các bạn. Trời nắng chang chang luôn. Được. Không.
いいね。OK。じゃあこれでやってみようね。chụp hình bao đẹp lên tới cái cối là thấy nó bự lên các bạn. Cối nó đang quay gì. Lại gần nó bự lắm các bạn. Di chuyển đi qua khu vực vườn hoa hồng nha các bạn. Đây quá đông rồi, trời cũng khá là nắng luôn các bạn. Bây giờ sẽ đi tham quan tiếp tục nha các bạn. Sau lưng mình là nguyên ekip chụp hình cưới nha các bạn. Nhật chụp hình hình cưới. Trời quá nắng luôn các bạn ơi. Giờ này cũng 4 giờ mấy chiều rồi mà nắng quá trời nắng. Đi vô cái vườn hoa hồng này chưa có bông nào hết trơn các bạn. Chơi chọi hết trơn rồi. Không thấy một cái bông nào luôn. Giờ đi dòng người chở ra ngoài luôn nha các bạn. Đi tập thể dục luôn. Vừa ngắm cảnh thiên nhiên vừa tập thể dục luôn nha các bạn. Trong này quá trời rộng luôn rồi các bạn ơi. Nãy mình vô từ chỗ này, mình đi vòng lên trên đây, đi qua có xe gió qua vườn hoa hồng. Bây giờ mình đang đứng ở chỗ này nè các bạn. Du A Hien nè. Giờ mới tới đây rồi các bạn. Mới được nửa vòng rồi. Đầu còn dài qua đây nữa. Nó trở về cái hồ nè. Lại cái là cái ghế này ngồi nghỉ chút nha các bạn. Gần 5 giờ chiều rồi mà trời vẫn còn nắng chang chang. Mình thấy có cái vòi nước ở đằng trước kìa các bạn, nên mình lại rửa mặt cái cho nó mát các bạn. Ok, mát các bạn ơi. Giờ tiếp tục hành trình nha các bạn. Bây giờ sẽ tìm đường đi ngược trở ra nha các bạn.
Trong này nó quá trời rộng luôn rồi. Ở đây có cái kiến trúc gì nhìn thấy cũng đẹp đẹp các bạn. Trước có mấy bạn cosplay kìa cho mình. Toan rồi các bạn ơi, giờ hết biết đường chở ga rồi các bạn ơi. Giờ đi vòng vòng theo cái hồ này để chở ga nha các bạn. Tại nãy vô gần khu vực cái hồ này các bạn. Giờ sẽ đi vòng cái hồ này để kiếm đường ga nha các bạn. Mấy cây hoa anh đào nó tàn hết rồi các bạn ơi. Rụng hết trơn, ra lá mới. Ở đây có cái cây gì nè, nở. Cái bông nó giống như là bông giấy vậy. Nó nở cái bông bự, chùm chùm bự luôn các bạn. Nở đầy cây. Nhìn đẹp quá. Khung cảnh giống như trong tranh. Ở bên kia là thấy cái tháp đó các bạn. Ok, ở đây mình thấy được cái đường ra rồi các bạn ơi. Đó, phía sau lưng mình đó các bạn. Chỗ mấy cái hàng cây hoa anh đào này nè. Hồi nãy mình nhớ mình đứng ở bển mình nhìn quanh đây á các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ đi quanh đó nha các bạn. Chỗ mấy cái vàng cây hoa anh đào này nè. Đó, chỗ này nè, là nãy mình đi vô trong này nè. Bây giờ mình sẽ đi vòng cái hồ này để qua bên đó nha các bạn. Ok, vậy cũng là đã kết thúc một ngày cuối tuần nữa rồi các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã xem video tới giây phút này nha các bạn. Một tuần trôi qua nhanh quá. Vậy là nãy giờ mình đã đi tham quan công viên có xây gió này rồi nha các bạn. Giờ mình sẽ đi về và kết thúc clip của mình ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo của mình nha.